Rồi cái xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có một đống cái cục pin của con V50 nhé các bác. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác là phân biệt được cái cục pin nào là pin zin nhé, và cục pin nào là pin tốt nhé các bác nhé. Đấy thì cũng kể cho các bác một câu chuyện nó cũng khá là buồn, là vì em cũng tìm mua cái cục pin này ở trên 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 Shopee hoặc trên Lazada ấy. Thì em đều nhắn tin với shop trước, trước khi mua em đều nhắn tin với shop trước là shop ơi, có phải là pin của shop là hàng 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 xịn không, hàng hàng chính hãng không, chính hãng xịn không, zin zin xịn ấy. Thì shop nào cũng nói là vâng, shop em đều bán là pin pin xịn nha. Đấy, nhưng mà sau đó thì em hỏi thêm là thế shop có thể là chụp cái ảnh thực tế cho mình được không. Thì đa số, phải nói là không phải là đa số nữa, phải nói là 100% các shop đều không chụp được ảnh cho mình nhé. Và shop đều nói là ảnh ở trên 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 cái bài đăng ấy là ảnh thật rồi đấy, nhưng mà thực ra đâu phải ảnh thật đâu, toàn ảnh copy từ đâu ấy. Và có những shop, có một hai shop thì còn nó còn mắng mình luôn cơ, mắng mình luôn là bảo chứ muốn chụp ảnh thực thì đi chỗ khác mà mua. Thì những cái shop đấy là nếu bác nào mà muốn 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 biết chính xác những shop đấy là shop nào thì hoàn toàn có thể nhắn tin riêng cho em nhé, để em chỉ luôn, chứ không em không muốn chỉ trên này, tại vì sợ là ảnh hưởng đến làm ăn của người ta đấy, sợ người ta thù mình rồi các thứ. Nói chung là lòng dạ mà đã gian dối thì người ta thường hẹp hòi, cho nên là cũng không, em cũng không muốn là phải dìm hàng người ta trên cái clip này cả. Tuy nhiên thì em cũng khuyên các bác là mua những cục pin này ở trên Shopee hay là trên Lazada, thì các bác cứ hỏi thẳng cái người bán ấy là có chụp ảnh được cái ảnh thực tế không. Nếu không chụp được thì thôi, tốt nhất là các bác không mua nhé. Nếu người nào mà không dám chụp ảnh thật đưa gửi cho các bác ấy, thì các bác đừng có mua nữa. Đấy, điều chắc chắn là nó chỉ gửi cho bác cục đều như này thôi. Đây thì đây em đã có mua một này, hai này, ba này, đúng không? Ở một hai này, ba này, đúng rồi, đây ba cục nhá. Em đã mất tiền, bỏ tiền mua ba cục pin của V50 này, và đây có một cục của V60 nữa nha các bác nhé. Đây em sẽ phân biệt cả V60 luôn nha các bác. Đấy thì em đã phải mất công mua bốn cái cục này, em mua một cục nữa rồi nhưng mà không biết vứt đâu rồi. Đấy, không để ý vứt đâu rồi. Thì là đây, ba cục này nó đều y chang như nhau luôn các bác nhé. Ba cục này, trước tiên em sẽ nói về cái con V50 trước. Thì ba cục này này đều là y chang như nhau luôn đấy, và nó cùng một cái cấu tạo như nhau luôn. Và chắc chắn một điều là cái pin này nó chỉ là hàng linh kiện thôi, chứ không muốn nói là hàng fake nhé. Em thì không 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 dám nói là hàng fake, nhưng mà chắc chắn nó chỉ là hàng linh kiện. Và em cũng sau cái đó thì em có tham khảo những cái bác mà đã dùng cái những cái củ như này, đã dùng những cái cục như này, thì bác ấy bảo là ok, lúc đầu thì nó dùng vẫn ok đấy, cắm vào. Tại vì khi mà lúc đầu ấy là tầm khoảng 3-4 tháng đầu ấy thì là ok, nó vẫn ok đấy, nó không sao cả. Có thể là cục này cục kia, nhưng mà nó có thể dài hơn, nhưng mà kiểu gì cũng tầm khoảng 4 5 tháng sau là nó sẽ dần hỏng đi. Có nghĩa là nó sẽ bị hay bị sập nguồn bất ngờ ấy, kiểu kiểu đấy. Nói chung là có nghĩa là cái chất lượng của nó sẽ không thể nào mà bằng được cái cục zin theo máy nha các bác. Đấy, cho nên là nó vẫn dùng được thôi, nó vẫn dùng được, nhưng mà nó chất lượng nó sẽ không không bằng cái zin được. Thì em nghĩ là chất lượng nó chỉ bằng tầm khoảng 80% thôi. Thế đấy, các bạn cũng phải chấp nhận thôi, vì cái những cái củ này thì nó rất là rẻ, nó sẽ tầm khoảng 150 đến 200 là cùng thôi. Đấy, thì nay em sẽ phân biệt cho bác củ nào là củ zin nhé. Đây, củ zin này, cục zin của theo máy nhé. Đây, em sẽ có luôn đây này. Đây, đâu rồi, đây này. Đây, đây này, đây là những cục zin theo máy nha các bác. Đây, zin theo máy luôn, để em nhìn kỹ lại. Đây, một cục zin theo máy nhé, và phân biệt một cục fake nhé. Đây, ngay cả trên này em cũng đang có một cái củ zin, nó đang nằm ở trên trên máy luôn nhé, chưa bóc ra đâu nhé. Đấy, cho nên nó zin luôn. Đấy thì cái điều mà đơn giản nhất, các bác nhìn kỹ, đơn giản nhất, đây, em sẽ so sánh hai, một củ linh kiện và một củ zin nhé. Đây, nó rất đơn giản thôi. Đây này, trước tiên là về cái ngoại hình nhé, ngoại hình này này, đây ngoại hình này. Thì cái củ zin ấy bao giờ nó có một cái tem màu trắng ở đây. Đấy, bao giờ nó có cái tem màu trắng ở đây, ghi cái ngày sản xuất cái cục pin này. Đấy. Còn cái mã QR này này, cái đây cũng có thôi. Quét thì nó cũng chả ra đâu vào đâu thôi, cho nên các bác không cần phải quét. Đấy, và các bác nhìn kỹ này, nhìn kỹ cái phông chữ của nó này. Đây, đây là đều là dan tai hết này.
Đây cũng thế này. Đây có thể là chỗ khác lại đông vua này, nói chung là nó cũng tùy thôi. Nhưng mà cái chữ phông chữ con này nó đẹp và nó mịn màng, nó sắc cạnh hơn. Cái con này thì bông phông chữ thì nhạt nhòa này, mờ này. Đấy các bác thấy không? Nó mờ nhạt. Đấy nói chung là các bác nhìn là thấy ngay. Đấy, mặt trước này. Đấy, mặt trước nhá. Và đây, ở các bác để ý nhìn ở cái cáp này nhá. Cái cáp này này. À, cái cáp này. Đây này. Ở cái con jean này, này. Con jean là con bên trái nhá. Đây là nó có ghi hẳn cái chữ đây, mình có nhìn rõ không? Có nhìn kỹ nhá. Ở cái cáp này nó ghi hẳn cái chữ BL T42 luôn ở đây nhá. Đây có nhìn thấy không? BL T42 đây nhá. Đấy. Còn cái con linh kiện này này, nó sẽ không ghi thế đâu, nó ghi cái chữ khác. Nó ghi cái mã khác nhá. Đấy. Còn con zin nó sẽ ghi ở đây luôn. Đấy. Và đây, em cũng có cái một cái cục pin mà em đang bán này. Em đang bán này thì đương nhiên cái cáp này thì nó sẽ xịn hơn cái cáp này, nhưng mà nó không ghi cái BL BL T42 đâu, nhưng mà các bác nhìn này, cái cell pin của nó là nó hoàn toàn giống y chang như bên này nhé. Mình cũng quan trọng là cái cell pin thôi, cho cell pin nó xịn luôn. Thì cái này em đang bán nhé. Đấy. Tí em sẽ nói về cái em đang bán. Đấy thì tiếp theo là cái đằng sau này các bác nhìn này, đằng sau ở chỗ cục pin zin nhé. Nếu như mà người anh em nào mà mua gọi là cục pin zin bóc máy thì kiểu gì nó cũng khi mà bóc máy ra nó sẽ để lại những cái lớp mà nó nhăn 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 như này nhá, nó hơi nhăn nhăn. Con này thì em bóc mạnh thì nó nhăn nhiều thôi, chứ anh em nào bóc kiểu bằng dùng cái nước mà tách tách keo ấy thì nó sẽ nhăn ít hơn đấy, nhưng mà kiểu gì cũng nhăn nhá, kiểu gì nó cũng nhăn luôn. Nếu mà bóc máy theo máy bóc máy thì nó sẽ nhăn như này thôi. Còn đây là cái số hiệu nó cũng khác này, này. Các bác nhìn này, này đây, những cái thông số này đấy. Nó sẽ in theo kiểu dọc theo máy như này, bên này thế đây, đây bên này này, cái để đây có một cục gì nữa mà đây, nó sẽ in theo dọc theo máy như này, đấy, và còn cái cục lởm thì nó sẽ in ngang như này, đấy, thấy không? Hoàn toàn đây cũng mới tinh nhá, hoàn toàn khác biệt nhau, đấy. Đấy thì đấy là của con V60, à V50 nhé, còn con V60 đây, đây, em cũng có hai cục, một cục gì, một cục, à quên, em nói thêm một tí nữa, thêm một tí nữa nhé, là đây này. À, đằng trước nữa nhé, là cái cục V60 zin ấy ở những cái đường bao này nó sẽ vát vát ở chỗ này một tí này, vát chỗ này một tí này, đấy vát vát một tí nha. Còn những cái này thì nó sẽ vuông thành sắc cạnh hết đấy. Và đặc biệt là các bác cái này thì các bác phải có hai cục các bác mới cảm nhận được, đó là cái cục zin ấy nó sẽ dày hơn cái cục linh kiện một tí nhé, nó dày hơn, và cái đường cạnh này này nó sẽ bo bo cong hơn. Còn cái này nó vuông này, cái này nó vuông này, cái cạnh này vuông này, cạnh này vuông này, còn cái cục benzin nó sẽ bo bo hơn tí nhá, nó bo cong cong hơn đấy, nó có đỡ vuông hơn đấy. Thế nhưng mà vuông ở đây thì cũng không quan trọng quá đâu, mình bóp lại tí nó cũng sẽ cong lại thôi. Nhưng mà tương nhiên là cái độ dày của hai cái cục pin này này đấy, thì cái cục hàng linh kiện nó sẽ mỏng hơn một chút nha các bác. Đấy. Rồi đây, bên này là cái con V60. Thì con V60 này ấy, cục bên trái này cũng là cục zin nha các bác, bên phải là cục linh kiện. Đấy thì cũng trước tiên là cục về độ độ dày thì con linh kiện này nó vẫn mỏng hơn một chút nhé. Đấy. Và đây các bác có thể thấy cái đằng trước này, cái phông chữ này. Phông chữ của con V60 zin này nó khác hẳn này. Đây, nó có nói chung là hoàn toàn thiết kế hoàn toàn khác nhau luôn này này. Đấy. Tuy nhiên nó cũng có nhiều cái phiên bản thị trường, nhưng mà các bác nhìn này, cái đồ xịn nó vẫn khác hẳn hoàn toàn luôn. Đấy. Nó phông chữ các thứ nó in rất là tốt. Còn về số 10 thì nó lại không có cái tem, nó không có cái tem ấy này đâu nhá, nó không có cái tem trắng này đâu đấy, nó lại vậy. Nhưng mà cái phông chữ nó in này rất là tốt luôn, rất là sắc cạnh luôn đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy đấy, còn bên này thì nó in cái nét nó mờ hơn, nét nó thanh hơn, nó mảnh hơn đấy, chữ đặc biệt chữ BL 46 này này đấy, khác hoàn toàn đấy, các bác cứ nhận biết như này mà nhận ra thôi. Đấy, còn ở cái phần cáp này này, cáp này thì các bác nhìn thấy đây này, đây nhá, cáp này, ở mặt này thì nó không ghi chữ gì, nhưng mà cáp này nó sẽ những cái đường cáp đi nó sẽ khác nhau này. Ở đây nó có một cái đường giữa này, đấy, đường giữa này. Cái này thì nó lại đi không phải như thế, nó lại mé, đấy, đấy, có thấy không? Rồi, còn mặt bên này, đấy, mặt bên này cũng thế này các bác. Cái mặt dưới này, đây cái pin bóc máy đây, hồi đấy bóc này nó cũng hơi nhăn nhăn này. Thì cái bên này
Trước tiên là cái chữ như thế này nó sẽ đi theo chiều dọc theo thân máy, còn đây nó lại in theo ngang này. Đấy, nó khác nhá. Đấy, và ở cái chữ ở chỗ này này, ở chỗ cái cộng này này, thì em thấy là nó cũng tương tương nhau. Đấy, cũng có thể là tuy nhiên thì cái màu nó hơi khác nhé. Cái màu của cái cáp này, cái màu này nó sẽ cao, nó màu vàng đậm hơn. Cái màu này vàng nó tươi hơn này. Màu vàng này tươi hơn này, màu vàng này đậm hơn này. Đấy. Đấy thì cái V 60 nó chỉ thế thôi. V 60 thì nó phân biệt được cái là làm nó mỏng hơn này. Và cái mẫu mã, cái phông chữ nó in ở chỗ này nó khác thôi. Đấy. Đấy, ok. Thì đấy, nói chung là bây giờ là anh em thay pin rất là nhiều rồi. Giờ kể cả V50, đặc biệt là V50, V60 cũng pin nó cũng có con nó yếu rồi, và các bác cũng cũng đã chuẩn bị thay rồi, cho nên là các bác cũng khi mà mua cục pin này thì các bác hết sức cẩn thận nhé. Mua cứ bảo shop ấy là chụp ảnh thực tế cho, tại vì cái ảnh này nó khó khăn gì đâu mà không chụp được, chụp phát là biết ngay này. Các bác nhìn mỗi cái phông chữ này các bác đã phát hiện rồi, chưa cần nhìn cáp, chưa cần nhìn cái gì hết, các bác nhìn cái chữ này là các bác biết luôn rồi. Cho nên là nếu bác nào mà mua trên online, các bác cứ bảo người ta chụp cảnh cho, không chụp thì thôi khỏi mua. Đấy, cho nên là nó cũng dễ lắm. Đấy các bạn, đây cái pin 5V50 em đang bán đây này. Đây này. Đấy thì cái V50 đây, so với cục em lấy một cục em đang bán đây nhé. So với cái pin zin đây, cục zin này. Đấy. Thì gần như là cái phông chữ nó cũng chả khác gì luôn nhé. Nó cả chả khác gì luôn. Đấy, và nó cũng có tem này. Tuy nhiên ấy, thì nó chỉ khác mỗi cái phần phần cáp này, cáp cáp sạc này, nó không ghi là BL45, à không ghi là BLT42, thì vì tại vì cái cáp này này là cái cáp mà đã được sửa chữa ấy, không phải là sửa chữa mà là phải không không tìm được cái cáp mà zin theo máy này này. Đấy, cho nên là không tìm được cái cáp zin theo máy này, cho nên phải dùng cái cáp này. Đấy, cho nên nó cũng nó vẫn ổn thôi, nó vẫn không sao cả. Quan trọng là cái cell pin này thôi mà các bác. Cái cell pin này mới là cái chỗ để lưu trữ cái điện năng, cho nên các bác quan trọng cái cell pin nó mới chuẩn. Thì cáp này nó có lởm đởm một tí hoặc là nó không đúng kiểu dáng với zin thì nó cũng không sao cả. Đấy, quan trọng là cái cell pin này thôi. Đấy, và đây này, cái này là nó cũng in dọc theo theo máy đây, và đây hoàn toàn là mới tinh, chưa 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 bị gắn vào đâu, chưa bóc ra đâu nhé, cho nên nó không có vết kiểu nhăn nhăn như này đâu. Đấy. Tuy nhiên ấy, thì cái pin này, cái pin mà em đang bán ấy, chắc chắn một điều là nó sẽ không thể nào là bằng 100% so với cái pin zin ở xe máy được nha các bác. Nhưng mà pin zin xe máy thì bây giờ không mua được đâu. Các bác có thể, nếu mà người nào mà bán được cái pin zin xe máy thì nó rất là khó luôn, phải nói là chả có ai bán được cái pin zin theo máy nữa đâu, cho nên là các bác cũng không thể là mua được cái pin zin theo máy đâu, mà các bác phân biệt như kiểu là phông chữ này, xong rồi cái cáp có chữ BLT42 đâu, không có đâu, giờ chẳng ai bán được cái pin đấy đâu. Quan trọng là các bác mua được cái nó kiểu dáng như này là được. Thì cái pin em đang bán ấy nó chỉ có khoảng, nếu mà so với pin zin nó là 100% chẳng hạn đúng không, thì cái pin này thì em chỉ đánh giá nó khoảng tầm 95 thôi, 95% thôi so với pin zin thôi. Đấy, nhưng mà nó vẫn rất là tốt nha các bác. Đấy, và mới hôm qua là em đã thay một cục này cho một bác rồi, thay rồi nhá. Đấy, thay đồ cho một bác rồi đây, thì em có chụp ảnh lại đây, mới thay đây. Đâu rồi, đây này, đây này, em đã thay cho bác ấy rồi đây, và em ngồi em test luôn nhé, test là đến 2%, 2% rồi, xuống đến 2% rồi mà nó vẫn không 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 bị sập nguồn nha các bác. Đấy, cày YouTube là đến 2% mà không bị sập nguồn, nhưng mà cái pin này thì đến tầm xuống 1%, xuống đến 1% cái nó lại bị sập nguồn, thì cũng có thể là tùy cái cục đấy thôi. Thì cũng cũng phải nói chia sẻ thật với các bác là không phải là tất cả những cục khác, những cục pin mà em bán ra nó đều phải ngon 100% như thế được, cho nên là nhiều khi là em phải, em đa số là toàn bảo các bác ấy là gửi về máy về cho em test, em thay cho rồi em test cho, chứ bây giờ mua không may mua cục pin về mà không test được thì nó cũng cũng, cũng hơi khó. Đấy, cho nên là nó nếu mà cái nào mà không cần thiết, không nghĩa là cái máy nó hơi rảnh thì cứ gửi về cho em để em thay cho. Đấy, chứ còn hoặc là các bác nào muốn mua thì em cũng cũng có ship được, các bác tự test cũng được không sao cả. Đấy rồi, đấy thì em vẫn nói lại là bây giờ hàng giả, hàng hàng kém chất lượng ở trên Shopee, Lazada rất là nhiều, cho nên là các bác mua ấy, các bác hết sức là chú ý nhé. Đấy, và em đã mất bao nhiêu tiền để mua mấy cục mấy cục gọi là không 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 tốt mấy đây. Đấy thì mấy cục này các bác mà muốn thay thì vẫn thay được thôi nhé các bác. Em nói trước là cái cục này thay thì vẫn được thôi, vẫn dùng được, vẫn dùng bình thường được, nhưng mà nó sẽ xuống cấp nhanh hơn thôi.
đấy, cho nên là mình cũng phải nói thật như vậy để mà các bác nào muốn rẻ hơn thì thay cục này, không sao cả nhé các bác. Rồi ok, chào các bác.